Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, làm việc 8 tiếng một ngày ở văn phòng mang lại nhiều tác hại cho cơ thể. Nhưng bạn hoàn toàn có thể bảo vệ sức khỏe với những cách hợp lý. Theo các bác sĩ, các triệu chứng mệt mỏi đau khớp và đau cơ bắp 75% là do sai tư thế ngồi dùng máy tính và 25% là do không cân bằng giữa nghỉ ngơi, làm việc. Trong chương trình hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn lời khuyên từ các chuyên gia để có những tư thế ngồi đúng khi làm việc, giảm các vấn đề về sức khỏe. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Tư thế ngồi đúng khi bị đau cổ. Nguyên nhân gây đau cổ là do chiếc máy tính đang đặt trên bàn. Nếu màn hình đặt quá thấp, bạn phải cúi đầu liên tục. Ngược lại, nếu đặt quá cao thì bạn phải ngước lên để nhìn. Lâu dần có thể khiến các dây thần kinh và khớp cổ bị tổn thương nặng hơn có thể gây thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng do đó khi ngồi máy tính bạn phải nhớ đặt màn hình nằm ngang tầm mắt là tốt nhất và khi ngồi bạn cũng nên nhớ ngồi thẳng cổ không nghiêng cổ lệch một bên thì mới hạn chế đau cổ hiệu quả đây cũng chính là một trong các vấn đề sức khỏe của dân văn phòng và cách khắc phục ngay tức thì để bạn sửa chữa thói quen này Cách khắc phục khi bị mỏi tay và vai Gõ máy tính lâu là nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng tổn thương các khớp tay và mỏi vai. Đặc biệt, nếu bạn đặt bàn phím và con chuột quá thấp hoặc quá cao thì nguy cơ đau mỏi càng tăng. Do đó, bạn phải chọn chiếc bàn vừa tầm hoặc điều chỉnh độ cao ghế cho phù hợp để khi sử dụng bàn phím và con chuột thì đôi tay lúc nào cũng thấy thoải mái. Ngoài ra khoảng 45-60 phút thì bạn nên cho đôi tay nghỉ ngơi để hạn chế đau mỏi. Cách khắc phục khi bị đau lưng. Một chiếc ghế đệm quá lún sẽ khiến cơ thể khó giữ thăng bằng, áp lực dồn nặng vào cột sống và lâu dần gây đau nhức lưng. Ngoài ra, ngồi sai tư thế như kiểu ngồi cong, ngồi trượt về phía sau cũng gây tổn hại rất nhiều cho cột sống. Do đó, tốt nhất là không nên chọn chiếc ghế có đệm quá mềm. Đồng thời, bạn cũng nên nhớ ngồi thẳng lưng, thẳng người. Nếu chưa quen thì có thể dùng gối đệm phía sau để lưng lúc nào cũng thẳng. Cách khắc phục khi bị khô và mỏi mắt, các vấn đề về mắt hầu như ai ngồi máy tính thường xuyên cũng gặp phải. Khô mắt, đau rát mắt, đỏ mắt, thậm chí cơn đau nhức còn lan sang cả đầu. Lúc này, bạn cần phải lưu ý đặt máy tính ra xa tầm nhìn, phải bảo đảm từ màn hình máy tính đến mắt không ít hơn 50 cm. Ngoài ra trong lúc sử dụng máy tính thì bạn cũng nên nhớ chớp mắt thường xuyên và nhỏ nước muối sinh lý để tạo độ ẩm cho mắt. Đồng thời sau khoảng 30 phút làm việc chăm chú thì bạn nên đưa mắt nhìn ra xa để mắt đỡ bị gây hại. Cách khắc phục khi bị đau chân, ngồi một chỗ vẫn bị đau chân là do bạn ngồi sai tư thế, ngồi ghế quá cao, bàn chân khó chạm đất nên không có điểm tựa hoặc ngồi ghế quá thấp, chân phải co gập nhiều nên máu khó lưu thông đặc biệt ngồi bắt chéo chân sẽ cản trở máu lưu thông các tĩnh mạch bị ép chặt gây tê cứng lâu dần có thể làm giãn tĩnh mạch các chi do đó khi ngồi làm việc thì chân đặt thoải mái và chạm sàn là tốt nhất thỉnh thoảng bạn cũng nên nhớ duỗi thẳng chân hoặc đứng dậy để máu lưu thông tốt hơn tuyệt đối không gập chân về sau hoặc bắt chéo chân sẽ rất gây hại Cách khắc phục khi gặp tình trạng mệt mỏi. Với những người ít vận động, hay ngồi máy tính và thích ăn đồ ngọt, cholesterol tập trung ở thành trong của mạch máu khiến cho tĩnh mạch bị giãn. Các triệu chứng thường gặp là đau mỏi, tê chân, phù chân và huyết áp cao thường xuất hiện vào buổi tối, dẫn đến cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi. Cách khắc phục, bạn cần dành thời gian tập thể dục mỗi ngày, thực hiện các bài thể dục đơn giản, cố gắng đi bộ nhiều hơn thay vì đi ô tô, xe máy và quan trọng nhất là ăn uống lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, cảnh báo những thói quen gây viêm hỏng trong mùa hè ai cũng hay mắc phải mà chúng ta cần phải tránh sẽ là nội dung chính trong chương trình ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.